Xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh LVT Official. Thì hôm nay mình tiếp tục mình quay lại cảnh mình đi săn bốt sát thủ 8x nha anh em. Và lần đầu tiên cho mình cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi kênh của mình. Và mình cũng xin chia sẻ thêm cho anh em, đây là server BK anh em, một server BK không cày cấp. Nên là anh em có thể thấy nó ở trong thành nó vắng vẻ, rất là ít người. Tại vì đây là server BK nè, server này là server Phật Sơn, Phật Sơn VN truyền kỳ.com nè. Đây là một server BK dành cho những người đi làm, có nghĩa là anh em đi làm, anh em không cần treo máy, anh em về anh em tấm tướng game, anh em dặn anh em sang bốt, nên vì sao anh em thấy vắng. Còn anh em đừng có thắc mắc tại sao nó là vắng vẻ. Có rất nhiều server đông nên mình cũng đang chơi, như là server Hành Sơn Võ Công Truyền Kỳ .net cho anh em, Hành Sơn Võ Công Truyền Kỳ .net cho anh em chơi. Tại vì server này là server cày cuốc đồ tím, hoặc server rất là đông người chơi, nên tại vì mình do mình bận thời gian nên là lâu lâu mình mới livestream các trận đánh công thành chiến hay thiên tử ở server này thôi, chứ thì tại vì do mình công việc của mình bận quá anh em ạ, nên là anh em cũng phải thông cảm. Rồi server đồ xanh thì có công thành chiến xưa.com đó. Đây, những server đồ xanh mà mình đang chơi cảm thấy rất là đông cho anh em lựa chọn. Còn anh em nào thích đi làm thì anh em có thể vào server này mình đi săn bốt sát thủ, rồi dần dần mình săn bốt rồi tối tối về đánh tống kim, rồi tham gia đi săn bốt và đi vượt ải, đi sông Lân Độ, đi đánh nhau với ba đó, tùy anh em thôi. Thì anh em có thể thấy thì đang con rất là cao thủ đang đi cày đánh bốt rồi anh em. Thì hôm nay mình quay trở lại với series đánh bốt của mình. Thì hôm nay mình sẽ dùng bộ may mắn độc sát nha. Lần đầu tiên thì mình cảm ơn ban chủ băng tình đã cho mình mượn ạc nha, để mượn cái bộ độc sát này anh em. Đây ban chủ băng tình rồi, tình cho đây bà già đi bụi nha, 862 ạc. Mặc dù là server BK nhưng anh em có thể thấy nhiều ạc vẫn đang online nha. Đó, anh em có thể thấy vẫn nhiều ạc cũng đang online khá là nhiều. Những cái băng thất cũng online nhiều lắm anh em. Băng gia bang rất là nhiều bang, quá trời bang luôn em. Anh em thấy hào kiệt cũng luôn bang hết em, rất là nhiều bang anh em ạ. Tại vì đây server BK mà anh em, thì anh em vui đó là thất là 80 người cũng có online rất là nhiều. Tại vì server BK nên em nhiều lúc giờ đi làm thì sẽ gặp rất là ít người đấy anh em ạ. Còn server cày cuốc anh em phải treo máy 24/24 rồi. Còn server BK thì anh em tắt máy cho nghỉ máy rồi. Hiện tại anh em mua săn bốt anh em thấy không? Thông báo săn bốt này, nói rất là nhiều người ăn săn nó kêu đừng mua 5 đồng nữa, 40/9 hay nè, quá ngon nè, phê nó phê quá nè. Người là săn bốt đổ ví mà mình chơi săn bốt, 29/135 luôn kia, nội lực. Thì hôm nay mình tiếp tục mình đánh khoảng 50 con này nè. Hôm nay mình đánh 50 con nha, bộ may mắn động sát 25, 20, 22, về mình thua thiếu mất 5 điểm, thiếu mất 3 điểm, thiếu mất 8 điểm nè. Nó thiếu mất 8 điểm là 92 nè, 25 là 50, 50 là 42, là 92 điểm. Có nghĩa là full tất cả những gì có thể ở trong tựa game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 như nè. Hôm nay là mình mang bộ may mắn mà thiếu mất 8 điểm thôi. Đây 3 điểm và 5 điểm, thêm mức 8 điểm là sẽ mắc off toàn bộ anh em. Đó, hôm nay mình sẽ sang bốt cho anh em. Đó, sang bốt cho anh em xem. Và bộ thiên hoàng mén 3 hết nha anh em. Đó. Ngõ hệ mộc. Hệ mộc lên nè. Đó, như vậy hôm nay mình sang bốt sát thủ 8x tiếp tục anh em ạ. Tiếp tục 50 con 8x và sẽ được cái gì anh em ạ. Chúng ta cùng xem thử nhé nè. Đó, hôm nay thì mình ăn quế hoa tiểu rồi thiên sơn bảo lộ các kiểu như này. Đó, mua thiên sơn bảo lộ giá 5.000 nha, 5.000 năm xu là 5.000, quế hoa tiểu là 3 xu là 3.000 nha. Đó, chúng ta sẽ cùng xem nhé nè. Rồi bây giờ mình chuyển qua ngũ độc với nè. Giờ chúng ta sẽ chuyển qua ngũ độc, chúng ta cùng xem thử thì hôm nay mình sẽ kiếm được món siêu phẩm nào nha anh em. Rồi đầu tiên cho mình cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi kênh của mình nha. Chúng ta cùng bắt đầu nhé anh em. Bắt đầu mình sang mở map 8x đi. Mình đi map băng hà động đi nè. Rồi có người sang luôn anh em ạ. Toàn này. Toàn anh em, có người sang anh em ạ. Đâu rồi?
video này cũng bị xăng rồi em ơi. Mạch chân kinh tranh thần thù, kim mô bạch hồ rực sáng một trời mây, điện kinh mật đạo. Đây là con bốc đầu tiên nha em, đừng bắt vàng. Đây là con bốc đầu tiên nha em. Chí trai không hề phai, dốc toàn chân nguyên sung huyệt đạo. Cũng được quá nhiều đồ anh em ạ. Bồn bít máu đây. Đây được đồ gì nha, mà may mắn này hơi bị khủng anh em. May mắn này, mình chưa bỏ tiên nè. May mắn này hơi bị khủng, không biết sao nè. Đây con bốt đầu tiên như này, hôm nay mình đánh 50 con bốt anh em ạ. Xem thử như thế nào anh em ạ. Thắng lợi có 2 điểm. Độc sắc 33. Rồi 21. 20. Và đây là con bốt thứ hai anh em. Đây là con bốt thứ hai anh em ạ. Đây là con bốt thứ hai anh em. Đồng bất phục. Hôm nay mình sẽ săn 50 con anh em ạ. Mình được 2 món anh em. 2 món anh. Ta cùng xem thử như này. Đây kích kìa mọi người. Đồ săn được 196 anh em. Quá kinh khủng. Nhưng mà thấy người ta săn đồ VIP, mình săn không ra đồ VIP anh em. 275. Đẹp quá. Và đây là con bốt thứ 3 anh em. Điền vô đạo anh em ạ. Map này là map phù dung anh em. Đàm lên rất là nhanh anh em ạ. Đàm đánh từ một đai đao bắt đầu trở lên là mua báo hay đồ quá trời luôn anh em. Huyền tiết kiếm có 10 đao 2 vũ khí luôn. Ngon ngon ngon. Thơm rồi anh em ơi. Có 2 vũ khí là ngon rồi. Kiếm lôi sắt nội công 196 như ông kia rồi coi anh em ạ. Đây là con thứ 3 anh em. Con bốt thứ 3 anh em ạ. 820. 20-20. Đồ khá là ngon nè. 15-70. 15-20. Lôi sắt ngoại công. Rồi, như vậy con bốt thứ 3 cũng chẳng được món gì siêu phẩm hết nè. Và đây là con bốt thứ 4 nha nè. Xem thử con bốt thứ 4 này hệ kim anh em ạ. Đó, hệ kim rất là nhanh em. Hôm nay có vẻ như sang bốt khá là nhanh, khá là ổn đây nè, ok nè. Kim hóa 10. 10-10, số đẹp ghê, mà không được gì hết. Và đây, là con bốt thứ 5 nhé em. Anh em cũng thông cảm vì sao mình không live stream anh em ạ. Tại vì mình dạo này mình live, ví dụ mà live có tiếng thì anh em xem nó không bỏ, nên là mình quay lại thôi anh em thông cảm mình nha. Khi em sắp xếp thời gian mình live mình chém gió với anh em. Thật sự live chém gió với anh em rất là vui anh em ạ. Chứ còn quay lại thì nó không vui, nhưng anh em thông cảm mình nha anh em. Anh em vẫn luôn ủng hộ kênh của mình nha anh em. Đây là con bốt thứ 5 anh em ạ. Mất đam rồi ta. Mình cũng muốn cố gắng live lắm nhưng thời gian không cho phép anh em ạ. Anh em thông cảm. Mất đam rồi. Bốt thứ 5 rồi nè. Bốt thứ 5 rồi nè. Đây là server Phật Sơn VN truyền kỳ.com nha nè. Anh em nào muốn BK thì vào đây anh em. Á trời, cái áo kìa, có phục hồi 40 rất là ngon rồi. Chưa được muốn gì hết nè. Đây là server BK nên anh em có thể đi làm về và anh em BK thôi nha em. Sang bốt kiếm đồ nha nè. Và đây là con bốt thứ 6 nha em. Vẫn hệ kim luôn nè em. Đây là server BK VF, server BK Phật Sơn.
vntruyenkỳ.com anh em. Nên em nào muốn BK thì vào săn bốt kiếm đồ săn anh em. Đây chúng ta sẽ là con bốt thứ 6 ngày hôm nay anh em ạ. Hôm nay mình sẽ quay lại 50 con anh em. Lắc dữ ta, giật ghê ta. Trời ơi, có món à. Đừng có món anh em ạ. Trời ơi, 14, nãy 10, 14. Và đây là con bốt thứ 7 như này. Thì hôm nay mình sẽ săn bốt 8 bít. Bữa sau mình sẽ săn 50 con 5 bốt 9 bít. Thì coi sát nhau như nào anh em nha. Cho anh em có vẻ, cho anh em cho thấy sự khác biệt giữa 8 bít và 9 bít như này. Đây là bốt 8 bít anh em ạ. Đây là con bốt thứ 7 ngày hôm nay. Rất là nhanh nè, nhanh mình được có hai món à, không hiểu nổi sao nhỉ. 11 11 10. Và đây là con bốt sát thủ thứ 8 x thứ 8 như này. Pin nhân tình ở mà con này ở lĩnh thủy này mà cần thử được món gì nè. Quyền tác sâu hình rất là nhanh. Ôi, khủng tức lên nè. Phá thần trì rồi. Mình xem thử anh em ạ. Đây là con thứ 8 anh em. Hắc 3 vũ khí luôn. Một dòng. À, anh em thấy bộ may mắn đụng sát mà giấc đồ thế này là biết là đồ hiếm cỡ nào anh em. Sát ngựa công, sát thương, pháp 4. Con thứ 8 chẳng được gì hết nữa. Và đây là con bố thứ 9 nè. Chính chắc quần là lưỡng thủy nè. Bộ may mắn đụng sát mà chưa ra cái gì hết nè. Đúng là server đồ rất là khó kiếm anh em. Càng khó kiếm thì chúng ta khi nhanh được đồ giá trị anh em ạ. Nếu mà đồ dễ kiếm quá thì nó không có giá trị anh em. Nếu anh em xem được món có thể bán được 300-400 ngàn anh em ạ. Anh em rảnh thì anh em vào săn thôi. Không mất đàm anh em. Ồ, quá trời đồ luôn. Quá trời đồ luôn anh em. Môi 9 anh em ạ. Trời, 240, 25, 40, sinh khí 20 thì ngon anh em nhỉ. Không, 11, không có 23, vũ trụ này không có thắng tất cả nè. 11, 20, không có gì hết. Và đây là con bốt thứ 10 nhé nè. 10 là 8 anh em, con bốt thứ 10 anh em ạ. Bộ may mắn đồng xác là đã được con 10 con anh em. Ủa, quá trời luôn, nhanh, rất là nhanh chóng anh em. Anh em có thể thấy người ta săn đi, mình coi thử người ta săn như thế nào đi. Đồ người ta nè. Món này được 3 món trăng sức luôn. 540, ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Một dòng, 520. Pháp 12. 8. Gì hết. Và đây là con bốt thứ 11 nhé nè. 11 anh em ạ, và vẫn là lưỡng thủy nhé nè. Rất là nhanh nè. Săn tốc độ bằng thờ luôn anh em ạ. Anh em có thể thấy thì người ta cũng đang săn map chi nít quá trời. 17 bước đi, 30 sinh lực thể lực bước đi, tốc độ 20, hỏa 13, chóng 20, sinh khí 16 bước đi, 12 bước đi, bước đi luôn anh em ạ. 11 con nè, 11 con chưa được gì hết nè. Và đây là con bốt thứ 12 trong ngày nè, con bốt thứ 12 anh em ạ.
khá là nhanh, khá là nhanh mà không biết được đồ gì thôi nha. Một dòng không làm chậm 20, ôi trời, làm chậm 40, không có hồi sắc nội anh em. Ai qua hỏi sắc nội là đúng bài luôn. Ôi rồi ôi, không có hỏi sắc nội anh em ạ. Điền thật. Và đây là con bốt thứ 13 nhé nè, đào đạo chủ anh em ạ. Con bốt thứ 13 anh em, hiện tại ngũ độc vẫn mang bộ mang 27 nhé nè, bộ mang bắn 27 anh em ạ. Đó, anh em có thể thấy bộ. Đây là con bốt thứ 13 anh em ạ. Má nhảy đam tới 1000 luôn anh em, rất là nhanh chóng anh em. Cái đào này, độc sắc nội 50 đây nè, độc sắc nội 50, con lừa 23, độc sắc nội 4 điểm, lừa 26 phản đồng cận chiến này chứ, kệ thật, lừa 21. Và đây là con bố thứ 14 như nè, bố thứ 14 anh em ạ, tại map phù dung như nè. Rất là nhanh, khá là nhanh chóng. Cũng được có 3 món thôi, 4 món này. Lôi 21, lôi 26, độc sắc 16, lôi 7, độc sắc 17, 30, 15. Và đây là con bố thứ 15 như nè, Điền Vô Đạo map phù dung như nè. Anh em có thấy người ta sang nhà tốc 30 xích 1, sang độc 23. À, đèn rãi. Nói chung là đồ càng hiếm thì mình cảm giác mình săn vui nè. Nếu mà đồ vip quá thì mình coi gì mà săn nữa nè. Hệ thổ không có vũ khí rồi nè. Em kiếm cái vũ khí mà không được rồi. Hệ thổ thì mình chỉ cần vũ khí thôi nè. Mấy đồ này thì không có giá nè. Cái này không có giá. 15 con bố này nè ạ. Và đây là con bố thứ 15 nha nè. Bố thứ 15 anh em ạ. Rất là nhanh. Tí là bị cái anh nè. Tí là bị cái này nè. Đây là con bố thứ 15 anh em ạ. À 16 chứ nhỉ. Bố thứ 16 anh em ạ. Xin lỗi anh em đây. Đây bố thứ 16 anh em. Không được gì hết. Và đây là con bố thứ 17 nè. 17 tại map băng hà độc anh em ạ. 17 tại map băng hà độc. Con này 16 cũng là băng hà độc như nè. Nhảy đam lên tụt đam rồi. Và nhảy đam lên bị tụt anh em ạ. Mật đạo biến kinh bao khó khăn tầm kiếm hiếm huy thông sờn. Đó, mình xích xăng hệ thủy lắm anh em. Hệ thủy có nhiều món bắn dễ hơn anh em ạ. Ta cùng soi nè. Ôi trời ơi, sẽ mở có 2 à. Ôi trời, 5 dòng số 5 không? 5. Ôi trời ơi, 6 dòng luôn. Ôi trời, 31, 15 luôn, xin kiếm 13 luôn. Trời ơi. Và đây là con bố thứ 18 nhé nè. 18 con bố rồi nè mà. 18 con bố rồi. Đấy, cái hết rồi nè mà. Cái hết rồi mình vẫn ăn nhé nè. Đi này, má bị đổ xác này, điên ghê rồi, điên thật anh em, lên đổ xác nó mới được. Nếu mà sang luôn. Và đây là con bố thứ 19 nè. Nãy mình coi đồ nè. Đây là con bố thứ 19 rồi em ạ. Nãy mình bị đồ xác nè. Em có thể thấy bị đồ xác nè em ạ.
nhảy trăm mấy ca mà chưa chết được, ghê thật. Mất đam anh em ạ. Rồi ok. Đây con 19 em. Nó nãy con kia bị đồ xác chưa coi đồ cho anh em xem được. Giờ mình tìm thêm coi đồ luôn nhé nè. Coi đồ cho anh em xem luôn. Con lôi 24 là con lúc nãy anh em ạ. Mặc đồ cận 92 luôn, ghê thật. Đồ một dòng 20-20. Phải thật. Trời ơi 20-20. Chậm chậm 40. Con lôi 15 25-40 ngon. 20-20 vứt đi nè. 20-20 không có ngon lắm. Con lôi 22. Con lôi 29 luôn. Con 9-24. Đó 19 con rồi mà chưa được cái gì hết nè. Và đây là con bốn thứ 20 nhé em. 20 con anh em ạ. 20 mà sang ra được món bán cũng được mấy trăm nghìn cũng ngon nhé em. Một ngày sang cả trăm con kiếm được món cũng hơi bị ngon tiền anh em ạ. À, thì coi nhiều tiền em. Mắc đam mày trời. 200 xu là 200 ngàn anh em. À, ngày sang một món kiếm 200 ngàn quá ngon. Bằng anh em đi lên. Đi phụ hồ rồi, phụ hồ giờ cũng có 300 ngàn ngày. Anh em sang bố là ngon rồi anh em. Mất đam ta. À, để sâu hình mất đam anh em ạ. Quên mất để sâu hình mất đam anh em. Đây là con bốt thứ 20 vậy nè. 13-30. Không hỏi 13. Nó trồng ra không hỏi 13 không. Thành tất cả 8 nữa chứ trời ơi. Thành tất cả 8 nữa chứ. Bằng sát 20. Phải thành tất cả 18 thì được. Thành tất cả 8. Và đây là con bốt thứ 21 vậy nè. Rất là nhanh anh em. Tắt sâu hình thì rất là nhanh. 21 con 4 rồi anh em ạ. Lên 18. Nhìn cho chưa lúc nãy anh em ạ. Lên 4. Lên 25. Và đây là con 4 thứ 22 anh em. 22 tài lượng thủy anh em. Bây giờ mình chỉ sang 4 lượng thủy với băng hà thôi anh em. Người ơi giờ này em ở đâu. Từ phong lăng ta tìm được nhớ đây nhanh phu đã gặp nàng xưng long câu vội phi về gian tơn nàng vẫn ở nơi hẹn thề cùng nguyên lão vẫn nguyện cầu cầu cho đôi quyên ơn tìm phải lên kích này bằng sáng 100 này nè. Đã phải lên kích bằng sáng 100 này nè. Trời ơi sát thương có 10% thắng khoảng 5 anh em thấy mang bộ động sát anh em bộ động sát mà cũng như là bộ may mắn 27 thôi anh em ạ. Đưa ra gì được gì 22 con rồi nè. Và đây là con bốt thứ 23 nha nè. Ba trọng hầu tại map ra lưỡng thủy. Nhưng bao sông to vẫn đầy trời cát tình ta một đời giáo gươm khắp mọi nơi do thơ thành đại chiến kia đời ta đã tìm nàng. Không có gì hết. Không có gì hết. Không có gì hết. Không có gì luôn. 23 con rồi. Không có gì hết nè. Và đây là con bố thứ 24 như nè. 24 con bố anh em ạ. Nó có sâu vô hình mất độc mất nhảy đam anh em. Nó có sâu vô hình.
có xu hình đứng trên cạnh bức nam anh nè. Đang phong xuyên tiêu khứ về vô trực tế Thái nông tung vô về mức đàm được có món nó ngủ đầu băng luôn anh em. Và đây là con bố 24 nhé nè, con bố 24 anh em ạ. Quay về map băng hà nè, map 24 quay về map băng hà nè. Rất là nhanh. Ok, nó mắc con này có quá nhiều nguồn đồ luôn nè. Trời ơi, chọn 40, thắng hoa 25 nữa lụp lúa rồi nè. À, trời ơi. Không được cái gì hết. Rồi thắng hoa 23, tăng sát. Thắng hoa 1, chọn 20. Phục hồi 20 nữa chứ. Và đây là con bốt thứ 25 nhé nè, 25 con rồi anh em ạ, 25 con mà săn cả tiếng rồi anh em. Anh em có thể thấy mình săn nhanh không anh em, quá là nhanh, 25 con rồi, chưa được cái gì hết anh em ạ. Và con này là con thứ 26 nhé nè. Hai sáu con nè. Đồ rất là nhanh, 26 con bằng sát 65 luôn. Nó ra cái chùy ngon, chùy mà chưa đặt mốc anh em, 65 mà chưa đặt mốc được. 11 14 20 không có phục hồi, 12 30 không có gì hết. 26 con rồi. Và đây là con bốn thứ 27 nè, mình quay lại map đường thủy nè, 27 con anh em. Khá là nhanh. Xem đồ thôi anh em, xem đồ thôi anh em ơi. Không hỏa 10 kiếm 12 2, còn sáng 49 vòng 3 luôn. 15 11. Trời ơi, và đây là con bốt thứ 28 nha nè, 28 con bốt rồi em ạ. À, mất quên để sơ vô hình nữa nè, để sơ vô hình là nó mất đam anh em ạ. Anh em có thể tắt sơ vô hình nha nè, tắt là nhảy đam ghê lắm nè. Nói em thể tắt mình nhảy đam nhanh lắm. Hai mươi tám con bốt rồi anh em ơi. Thắng hoa 25 vãi thật, bằng sát 64 luôn kìa, thắng hoa 25 luôn kìa. Trời ơi, cái kích cũng khá là ok anh em ạ, khá là ngon đấy, nói chung là cũng khá là được đấy anh em ạ. Không biết nỗi nào đây, BK tạm anh em, chung là có BK tạm thôi. Thắng hoa 25, tội thiếu sát thương, khá là ok đấy anh em, cũng được đó anh em ạ. Và đây là con bốt thứ 29 nhé nè, 29 con bốt rồi nè, 29 là con lượng thủy nè.
29 cộng 4 rồi nè. Hai mươi bảy ba mươi hai mươi lăm mười bốn không có gì hết. Và đây là con bốt thứ 30 nha. Mình thử mình đánh một mình có lên đao không nè, thử một mình ngủ độc có lên đao không nè. Có nhảy đao anh em, không lên đao nổi anh em ạ, không lên đao nổi. Có đường môn cho nhanh anh em ạ. Còn bốc 30 anh em ạ. Nó đường môn xoáy cái xong. Có chùy anh em ơi, có chùy anh em ạ. Ui giời, 30. À, 30 cũng bóc lên thế giới. Trời ơi, à, thăng hỏa 440 luôn nghe. Nó 25-40 là ngon rồi. 25-30 trời. Trời ơi, nó vẫn bị mít anh em ơi, vẫn bị mít dòng choáng đi trời. Nga trì 12 số 20. Bây giờ 25, 23, 20 luôn cái ghế. Bây giờ nó hơi chậm nhưng được thắng hỏa nó cao nè mà. À, hai món này nó tí nữa là ngon rồi, nó thông thiên phát quán, nó rất là đẹp trai nữa. Trời ơi, 30 con của mình. Và đây là con bốt thứ 31 nha nè. 31 con bốt này nè. Tí nữa mình sẽ soi lại những món đồ VIP mà mình cảm thấy VIP để cho anh em xem nha nè. Rất là nhanh. Ba mốt anh em ạ. Anh em có thể đánh bắt độc trước rồi anh em đợi có ngủ độc. Ồ, kháng lôi 30 nè em. Xin được 89 nè, cũng ngon ghê chứ. 51. Rồi 20. Và đây là con bốt thứ 32 anh em. 32 con bốt anh em ạ. À, tí nữa kiếm được siêu phẩm em. Anh em có thể bút bùa để anh em đánh bắt độc một hai cái trước nha anh em. Khi đường môn tới là khỏi đánh anh em. Khi đường môn tới là khỏi đánh, nó sẽ nhảy độc chết luôn. Nó anh em nghe. Nó cách săn chết mình săn bút anh em ạ. À, anh em có cách nào hay thì anh em có thể bình luận nhé anh em. Nó cách săn bút của mình rất là hay anh em ạ. À, anh em có thể tham khảo nhé anh em. 5 12 độc sát 18 rồi 5 rồi 4 là đây con lốt 33 nha. Anh em có thể để học cách mình sang bốt nha anh em. Nói chung là tùy server nha anh em, không phải server nào cũng như server nào. Anh em cứ test thử cái này giùm mình, đánh bắt độc một hai cái, đợi đường môn tới là xoay là đứt thôi. Đó, tới đường môn tới là đứt. Mình được có món này, bãi thịt con bốt 33 của mình được đúng con món bãi thịt. Cái lửa nhanh vậy mà cũng không được món gì ngon nữa thôi. Và đây là con bút 34 như thế này. 34 anh em ạ. Mình chỉ đánh bắt độc vài cái thôi. Đánh độc vài cái thôi. Rồi đợi ứng lượng môn tới nó sai. Cách tăng điểm của mình như vậy thôi nè. Tăng điểm của mình kiểu vậy thôi nè. Chẳng có gì hết anh em ạ. Bị mất đam rồi nè. Mất đam rồi. Đánh cái bắt độc nữa thôi. Đánh con bắt độc nữa là xong anh em. Rất là nhanh em. Ba mươi bốn rồi nè. Làm chậm 30 à. Hỏi sát 171. Một dòng. Một dòng. Pháp 7. Và đây là con bốt thứ 35 nha anh em. 35 con bốt anh em ạ. Đánh bắt độc một hai cái. Rồi đợi đang một đường môn lên xoáy thôi. À, mất đam nữa rồi. Anh
mất đam thật tiền. 5:30 ăn sát 10 điểm. 23:20 nữa kìa anh em. 23:20 nữa kìa. Và đây là con bốt thứ 36 nha. Một cái bắt đầu, hai cái bắt đầu của anh em. Mất độc nữa rồi. Thế mất độc như thế này. Hai món vũ khí luôn. Người 3, người 25, 79 đào 29, độc sắc 12 luôn, độc sắc ngoại 39 điểm luôn, đôi giày 20 điểm luôn. Và đây là combo thứ 37 nha, thử có lên đào không nè, thử đánh coi lên có lên đào không nè. Thử một ngũ độc, mình ngũ độc xăng có lên đào không nè. Không có đào nè, thử trưởng. Không lên đào anh em ạ. Rất là lâu, lên rất là lâu nè. Rồi sang bị lâu lắm à. Để đường môn tới xoáy anh em ạ. Rất là lâu nè. Để đường môn tới xoáy cho nhanh anh em ạ. Sáng cho nhanh nè. Một cái bắt đọc là nhảy đam xong rồi ha. À, bút xanh, bút xanh, bút xanh, bút xanh, bút xanh. Xoáy bút xanh, bút xanh. Quá trời đồ luôn nè. Mười mắt ọp luôn, má ghê thật. Má này về hết tất cả 20 là đúng bài. Rồi 20 luôn. Đồ một dòng hết anh em ạ. À, bốt tông một đồ một dòng. Rồi 16. Lạ. Và đây là con bốt thứ 38 anh em. 38 anh em ạ. À kìa. Ba tám anh em. Làm chậm 40. Thể lực 12. Đầm chậm 30, hỏa sát ngoại công bên trên. Rồi đây là con bốt thứ 39 đây nè. 39 con bốt anh em. Chính công bố anh em ạ.
lực. Thể lực 150. 13. 15-30 không có phục hồi. Rồi bằng sáng có 20 điểm. Trời ơi, 6 giờ bằng sáng có 20 điểm à. Đẹp quá. Và đây là còn 4 thêm 40 nè. 40 rồi nè ạ. 40 con 4 rồi nè. Mới còn 40 được cái gì đây? Má kiếm được món siêu phẩm như nè. Trời ơi, 16 mà chuyển hóa. Trời ơi, tưởng chuyển hóa 25 đi rồi. Ngon rồi. 40. Dần chậm 40. Má nhìn cái bao tay mắc cười quá nè. Má bao tay mà có chuyển hóa làm chậm nữa. Đúng bài cho võ đang luôn. Yeah. Và đây là con 41 nha nè. Mình sẽ đánh 9 con bốt còn lại nè mà. 9 con bốt còn lại để cho anh em 49x nha nè. Hôm nay mình đánh 41 con 8x. Và con còn lại mình đã sẽ những đánh con 9x nha nè. Đang đợi đường môn tới nè mà. Khá là nhanh, có thiên sườn bộ lộ luôn kìa. À, đợi tốn 3.000 nữa nha. Đợi tốn mức 3.000. Lời 18. Lời 26. Lời 25. Không được gì hết. Lời 25. Và đây thành quả 41 con anh em. Hôm nay mình sẽ cho anh em thành quả 41 con của mình anh em. Được rồi, dạy 25, 23, 20. Tạm được anh em. Anh tất cả 8. Làm 25-30 nè, xin lời 100. Nội lực 5. Mình sát 64 à, thành quả kháng hỏa 25. Thành quả của mình hôm nay mang bộ động sát anh em ạ. Thành mang bộ động sát đây. Nhưng coi, hôm nay mình mang bộ động sát nè. Mang bộ động sát đó, 25 20, 22 và 25 đó. Được những món đó anh em ạ. Và bây giờ lên 9 đít như này. Sẽ lên 9 đích cho anh em xem. Nghe tiếng ta cùng đàn sao vẫn vương. 9 đích mình phải đổi ác anh em ạ. 9 đích mình phải đổi ác nên thôi. Hôm nay mình là 41 con vậy thôi anh em. Cũng trễ rồi, sắp tới giờ đi làm anh em ạ. Cảm ơn anh em đã theo dõi video nhé. Nếu anh em thấy hay thì anh em động viên cho mình một like. Và anh em tiếp tục đăng ký kênh của mình để đón theo dõi series săn bốt của mình. Mỗi lần mình sẽ đánh 41 con và lần sau mình sẽ đánh 41 con 9x nha nè. Rồi cảm ơn tất cả anh em nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Anh em đừng quên cho mình một like nhé nè. Cảm ơn tất cả anh em.